Liên minh giờ ít người chơi nhỉ hả? Cũng nhiều mà anh ơi, mà không có hot như trước thôi. Tí nha mấy anh chơi. Giờ CSGO hết nè không? CSGO cũng đâu có hot ở Liên minh Việt Nam đâu. Để em thỉnh tuyển người cái. Tuyển người tối nay chiến class nha. Chờ tí nha mấy anh trai. Tuyển người tối nay chiến class cái. Mời. Chợ tí 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 nha. Vô làm chủ luôn, khỏi nó bật ra lúc vô rồi. Teo 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 teo.
Nhắn tin không hồi âm thế à? Nhắn tin ra đâu vậy anh trai? Anh nhắn qua Facebook đi, em đâu có on Zalo đâu. Đang cài gắn bạc ở nơi không có kéo được xuôi. Ê, đưa cái điện thoại. Nhạc ma túy. Ma túy. Xe du anh đi đi gần hả? Xe du anh đi cầm máu đi, xe du anh đi gần cầm máu đi.
Thằng này đam tay, vừa kháng phép, vừa đam phép, vừa đâm thường nữa. Cầm máu là hợp lý. Ai chắc đi gần á, sao mấy này nó bích toàn team hóa AB không vậy? Cướp gần lấy cái lợi thế trước nè. Hay dữ trời. Còn cái nịch ha, còn cái nịch. Wow, nó cướp luôn mình hả ta? Mày bị giật giật khó chịu quá nhờ. Nó phang có 9 con à, 8 con à. Vậy nó chừa bãi nào ta? Một trong hai bãi này nó chừa một bãi.
Đúng rồi, lẹ đi còn vô ăn nữa, ăn này hả? Rồi ăn cái này nó mất nữa rồi. Ăn nữa mất 2 bãi nữa rồi, buồn ghê. Ngồi vô thọt luôn. Về bà coi. Cướp gì mà cướp ác quá, cướp hết gần tim bạn luôn á chứ. Về thôi. Gan bạc à, sao chỉ cùng một trận được không à? Ok, muốn chơi cùng một trận cũng được. Cá máy bởi gì ta? Đợi xíu lên nước mắt luôn. Sao nào? Cầm con này không gánh được mấy thằng cho nên nè. Sao không được em gánh được? Gánh AFK anh còn gánh được mà. Máy nó kêu reset là sao vậy? Bị gì vậy ta? AFK mình còn gánh được mà anh em. Gan bạc này thì lo được. 40 năm chơi cũng được nữa. Nửa thằng này dám liều vậy. Thằng này nó bí quá làm cùng anh em ơi, nó bí bừng cùng á, người ta kêu là bừng cùng sinh đạo tặc đó. Thằng này là nó bí quá, nó làm liều, bí quá làm liều. Kiểu nó cướp quá mà nó bị cướp nhiều quá, nó cay nó qua nó cướp lại, nhưng mà nó qua nó cướp thì nó chết anh em mà. Chui xuống đây nó kiếm cái gì vậy? Nè nó cướp trước mặt mày luôn cho mày coi nè. Rồi mất xì mai này, đúng không? Mất xì mai đồng nghĩa với mình mất quay này đúng không? Cho mày ăn con chim chim lớn á. Giờ mày đó là con ghét của mày ha. Lòng mà rồi. Ôi. Cái này nó cướp gần trên của mình không anh em nhỉ? Xe du thì nó dám á nha, tại nó bí quá, nó bị cướp hết gần, nó cay quá. Trả đây, trả đây, trả đây.
Game này quýnh chiêu chiêu hay là bằng thời gian này, em hút 9 phút 10 là bằng thời gian rồi anh em ơi. Chiêu chiêu không 14 giờ 15 thì sao được em ơi, em chưa thấy anh 1v5 mà để có không có game nào mà nếu mà găng găng tầm bạch kim đổ lại không 14 1v15 anh vẫn lo được. Tại vì game em thịnh nó không có mấy thằng như vậy á, nên không có chứng minh được. Nói thì có thể em không có tin lắm á. Anh đi gần anh cầm 2k thì anh tự tin luôn, anh gánh được. Chỉ cần đầu game cho anh xanh một tí thôi thì anh lo được. Ủa nó vẫn qua được cái ảo nhờ. Sướng 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 tê 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 về thôi anh em ơi. Chạy rồng luôn mất. Chạy rồng luôn. Ổn không vậy?
Ồ, thằng này nó cướp gần nữa rồi tao ơi. Này nó bí quá làm liều nữa rồi, nó đâu rồi? Này được thế nhờ. Ăn này chiến miệng đi. Cướp hết gần mình rồi mình ăn này chiến miệng đi. Gì bốn cành. Class 4 giờ 45 anh em nhỉ. Thường thường là người ta là đánh 7 8 giờ mà kỳ vậy ta. Tôi vô vô luôn rồi, game sao nữa. Nhắn trễ quá vô luôn rồi.
đúng rồi, lúc trước con này đi top được mà. Này mình chưa đánh đi top bao giờ. Nghe mày hết quýnh mật quá nhờ. Nào gặp mấy quýnh quýnh mật đó. Nó biết nó cướp lại luôn rồi kìa. Nhìn thằng kia đi gần giống chú Phi của người ta. Ăn xong rồi lẹ ta. Gần đây nó còn nữa, nó qua cướp tiếp anh em à. Kiếm gì vậy? Khó chịu nhờ. Này game trước 17 biết cũng gần như vậy.
Vô nữa, kiếm tôi nữa. Về thôi. Không rửng gì nó đừng đừng sao tôi cứu tôi. Dũng chết nhờ áo nhờ. Này nó farm có 26 con vậy, nó chưa ly gần ở đây hả? Đúng thì chưa ly anh em ơi. Nó không ly thôi, để mình ly giùm cho.
Ui. Mai à? Mấy gần không pha mấy gì sao? Có nào đi gần ao gần 100 miếng không trời? Có 1400 lính à. Lắc kìa má, nó giật tung tóe luôn cây nhỉ.
cây nhưng mà còn phải lát nữa kìa. Chứ được mạng đó họ nó thắng là sống rồi. Destroyed an inhibitor. Tầm 18
53 57 à. Chắc thử à. Ủa sao nó 133 sao rước 128 à? Cái anh trai kia chơi em buổi tối em mời nè. Thank you.
ra phải thấy bạn Tuyết Anh thì với cú phá ấy, rất nhẹ, cú phá đúng kiểu yểu điệu thục lữ luôn ấy. Buồn ngủ dã man quá. Đúng, má nó kêu đừng bó cái mền thằng chó này đúng. Anh thật là ngóng quá tới sau một nghĩa em. Không di chuyển.